Kính thưa quý vị, những con bò thuộc giống Kentucky đuổi chạy được tổ chức tại thị trấn tiểu bang Georgia. Truyền thống những đàn bò giận dữ đuổi chạy trên đường phố tại Tây Ban Nha nay hiện diện tại thị trấn Collier, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Với những con bò sừng to lớn giận dữ sẵn sàng lao vào bất cứ một chướng ngại gì trên đường phố, ngay cả rượt đuổi hút vào cư dân chạy bộ. Ban tổ chức địa danh dành cuộc phỏng vấn đến cơ quan truyền thông NBC nói rằng loài bò Kentucky không có hung dữ bằng những con bò tại Tây Ban Nha, và trong suốt cuối tuần tham dự cuộc bò rượt, không có một ai bị thương. Mỗi người tham dự Running of the Bulls chỉ đóng một lệ phí với giá là 75 Mỹ Kim và có thể tham dự cho đến ngày cuối. Con đường những con bò Kentucky rượt đuổi kéo dài 0.4 cây số, hai bên có những hàng rào. Các hội viên có thể trèo lên khi bị nguy hiểm, và đây cũng không phải là lần đầu tiên truyền thống bò rượt lâu đời tại Tây Ban Nha xuất hiện tại quốc gia Hoa Kỳ.